Rồi mình vừa hoàn thành cái chiếc khuôn mặt su 210 mà nay mình lên cái cần dài gấp lẻ nha các bạn. Cái cần là dài tới 90 lần nha. Tính luôn cái gạo mỗi dịch là dài 90 nha. Bây giờ đây mình bắt đầu di chuyển xuống thà nha. Hôm qua mình không có quay video là vì mình mắc bận làm nguyên cái cần nè. Nguyên ngày hôm qua nè, tới hôm nay vừa rồi luôn á. Giờ mình bắt đầu mình chạy xuống thà đi múc đất thử nha. Đó, con này dạng chân của nó mạnh lắm nha các bạn. Ây da, bật vậy. Đó, cần thấy dài dữ lắm, dài nha. Dài 90 đang hồi gần dài được 1 mét luôn á. Để ra phía sau phà như là dài lắm nè. Này ở đây mình lên có 1 ti 1 nha các bạn. Lên 2 ti mình thấy hơi xấu cho nên lên có 1 ti nha. Đó. Đang đây nè, để mình bơi dài tới nha. Đó, con này đúng ra mình làm 2 ti đó mà thấy 2 ti hơi xấu nha. Thì mình chế ra có 1 ti à. Với lại 1 ti mình mới làm cái cần nó hơi nhỏ nha các bạn. Hơi nhỏ cho nó hơi dòm thấy hơi giống giống nha. Đó, còn mẫu bên kia là cái mẫu phà ghép của mình bữa chìm kéo lên còn bỏ nữa kìa. Mai mình chơi mình ít có đem vô nhà lắm nha, mình bỏ mấy chiếc phà ở ngoài này không à. Đó, qua bên đây bắt đầu mình cho múc đất thử nha. Ở đây mình làm cần nó hơi ốm mà nó dài nha các bạn. Đó, đưa ra tới trong đó luôn thấy không. Với lại mình chiếc này khắc phục ba cái quay to đồ rồi hết rồi nha. Không có sợ nó kêu cục 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 nữa. Chỗ nào mà nặng đi lắm múc không nổi nó mới kêu cục 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 nha. Đó, hôm nay mình làm lại hết luôn đó, nó múc cũng hơi lanh nha. À, có bỏ vô trút trong luôn này nha. Đó.
Đồ bên đây bèo quá trời bèo. Này múc lên xe chở đất rồi là ngon lành luôn á. Tôi thấy cần dài quá, ít quá, chơi quá. Bây giờ tôi nên mình làm cần gấp lẻ nè. Mấy cần kia ti nằm trên, hôm nay mấy chiếc rồi, đổi đây. Hôm nay dịch bệnh quá không có mua đồ đồ về chế này chế kia lại được ha. Đây mình vừa quay đầu lại cho nó bơi dài dài đi, đằng này mà có mình múc thử nha. À, với lại mình chỉ nè, lúc mà làm cái cây lỡ cắt cái cần ở mấy dưới rồi nha, lỡ cắt cái cây chỏ ngay chân thì chỏ ngay chân đây chứ, đúng là xích xuống dưới chút xíu là cho nó rút sâu sâu vô được nó nha các bạn. Tại mình lỡ cắt rồi, có canh rồi mà mình nhắm hơi hơi thôi đó, nhắm hơi hơi thôi đó, cái gì không có làm chính xác được ha. Đây mình vừa quay đầu lại bơi cho nó đi tới này nè. Đây lại cần này mình làm mỏng lắm nha các bạn, tại có một ti thôi nha, con ti làm hơi yếu chút xíu à. Rồi hết đi luôn, rồi múc lại thử nha. Đó, còn đường lộ bên kia thiếu kinh phí làm này. Thấy chứ lực nó nặng lắm nha, cây ti chính nó chịu quá từng chịu lại luôn, chịu nguyên cái bầu cần với cục đất với hai cây ti đó nữa. Nó cây ti đang nâng lên nè, thấy không, nó tụt xuống lại đâu. Quá chừng nặng không? Cũng là mắc cạn dữ à. Rồi mắc cạn luôn, vị không đi rồi. Thôi văng thằng lính lọt xong rồi. Lính cho nó đi theo đặng của nó chỉnh máy đồ làm lọt xong rồi. Đó đi qua thấy không? Ấy rồi chúng cái nắp, rớt cái nắp nó ra luôn rồi. Đó, đóng nắp lại. Con này làm cũng hơi lẹ nha các bạn, chưa có sạc bên này vậy nè. Mà để xuống cái tới ở phía sau nè, thấy không, cái chiếc phà này dài 1 mét đó, cần này
cỡ 90 thì không tới 1 mét đâu, tại vì nó có thể gác lên cái phà này lú được chút xíu nữa, thấy không? Đó, còn ông trình lộ bên đó chưa rồi, lọt nhỏ này chưa có đủ kinh phí làm nha các bạn. Lên là đất đầy đầy không à. Làm nó hơi quằn cái chiếc xe dữ à. Rồi mình coi ở phía sau này có mình múc ra dài ra ở đằng trước nữa nha. Để cái này khi nào xin múc xong cái đầu mình đậu nghỉ, cái đầu mình chạy xe xuống ở dưới cái hầm này lại nha. Ây da, đang tính chổi mà cái đầu nó cái cần nó thiếu chút xíu. Úi rồi, đậu ngược đây. Nhờ đó giờ chạy lên lại, nó lên dốc được rồi đó. Đúng là nãy chạy xuống hầm là chạy gì nè. Đó này có xuống hầm hay là ủi phà đi đồ gì cũng được nữa nha. Một cần này dài rồi. Nó để cho mẹp gì đó. Đó, chổi ra cần đứng lên luôn rồi đó. Đây rồi, đúng ra cái chữ gấp rất lẻ này, quên nữa, đúng ra cái bát này nha, cái bát này mình dời ngay chân xuống, ngay chân cái chữ đất đó nha các bạn, giờ xếp xuống xíu nữa nha, nó mới rút cái cần vô này nó co lại như xe ở ngoài được.
tại vì lỡ mình cắt gì hết trơn rồi mắc làm lại miếng mới thì nó khó lắm. Với lại chữ cấp đất đẻ này mình sơn luôn nha các bạn, có cái miếng khuôn á, cái đầu mình để đâu đó đầu mình xịt giống như sơn cột điện gì đó vậy đó. Bởi vậy mình không có đi ra ngoài mình mua đồ được nha, nhà có sẵn thì mình tận dụng lên mình làm thôi nha. Nó đúng ra lên 2 ti đó, mình lên 2 ti hai bên hông mấy bên đó thấy nó xấu mà. Bởi vậy lên có 1 ti một à, lên ti một coi cho nó đẹp đẹp ha. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây nha các bạn. Đậu đây nghỉ rồi, đi sạc pin hết pin này. Rồi hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.